Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên gói một con siêu phẩm đây. Ngoài trời thì nắng nóng không chịu nổi luôn. Ở mái tôn nó nắng quá, đâm vào em mới chuyển vào góc trong nhà em quay video. Điều hòa thì nhà em vẫn cứ đang còn nhiều và đang ế. Đấy. Tầm này thì các bác mua máy thì như so với mọi năm thì giá rẻ giật mình luôn. Đấy. Thì trước mắt có đây một con hàng siêu VIP của Panasonic. Con này nó sản xuất đắt đến 2022 vẫn model này. Nó chưa ra model mới. Thì em Lâm xin dành một chút thời gian quay qua về cửa hàng nhà em Lâm một chút. Đấy, để cho các bác được biết kênh nhà em cũng như là đặt máy nhà em. Kênh em là kênh Thanh Lâm Gia Bán Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bắt đầu tiện theo dõi kênh nhà em. Thì trước mắt có đây là một con tên lửa. Con này là bản một lá vấy, hai lá vấy, ba lá vấy, bốn lá vấy. Con này là bản bốn lá vấy, bản cao cấp nhất của Ba La. Đấy, có cam quét, có cảm biến thân nhiệt, phun chức năng luôn, cục nóng quay qua cho các bác đẹp chấm mét luôn, đẹp không tìm một vết luôn. Đây em quay vào vách cục nóng này. Đấy, vào vách mặt lạnh này. Đấy, em quay đằng sau luôn nhé. Giàn nóng thì đẹp chấm mét luôn. Đây mặt lạnh đây, đẹp chấm mét luôn. Lóc trên đây, lưới không rách không bể gì. Nói chung là một con máy quá đẹp luôn. Đây bên trong máy đây. Cầm ra giật động cái lắp này đi. Đây, máy đây không vỡ dọc nứt bể gì nhá. Thích thì dính tem cho nó đẹp. Bác nào không thích thì bóc cái tem ra. Đây, vì mặt lạnh nó to cho nên là dính cái tem vào để nhìn nó đỡ bị trống. Đây, cực đẹp luôn. Con này là máy 12.000 BTU. Em xin phép quay vào máy cho các bác luôn. Đây, máy của nó là CX287, số cuối là số của 5. Đây, dưới đây X287C. Con này đắt 2016. Form này nó sản xuất 2017, 2018, 2019 vẫn form này. Đấy, cùng lắm đây. Cùng X287C nhá, trùng đầu, trùng đít, trùng đuôi nhá. Cục nóng đây, cục nóng nặng đây. Các bác đi mua máy suốt hoài ngày hỏi cân nặng bao nhiêu. Nặng 36,5 cân. Đấy, ga 32. Đấy, cho bác nào thích chạy ga đời mới lạnh sâu. Con này thì nó là hàng siêu VIP, hàng phun chức năng, bản cao cấp. Đấy, nó có cam quét ở dưới nhỉ. Đấy, có cam quét ở dưới nhỉ. Đấy, các bác nhìn thấy có cam quét ở dưới nhá. Đấy, đẹp chấm mét luôn. Nguyên zin. Đấy, cục nóng thì sơn xin lại để cho đẹp. Vì cục nóng vận chuyển nó xước xác, nếu mà để nguyên bản để bắt vào nhà phơi ra ngoài trời nắng mưa là nó han hết, bắt buộc em sơn lại để cho nó đẹp. Đấy, còn mặt lạnh là đẹp chấm hết nguyên zin luôn. Em bao zin toàn tập, máy không động chạm, không sửa chữa, cứ sai em tặng tiền tặng máy, cực đẹp luôn. Đấy, giá bây giờ nó chỉ nhô 10 triệu thôi, 10xx thôi. X bao nhiêu được bác cứ gọi cho em. Tầm này nhà em bán giá thu tiền đấy, hôm qua bán 56 chốt cho bác khách trong vòng nửa tiếng. Đấy, nhiều bác có bảo sao không báo giá, bởi vì bây giờ nếu mà báo giá công khai lên thì còn nhiều anh em thợ người khác người ta còn bán. Chứ bây giờ báo giá công khai lên thì nó rẻ quá, để anh em thợ người ta lúc đầu mùa người ta mua giá cao. Con này đầu mùa mua giá không bao giờ dưới 12 triệu. Đấy, có hình dung vậy, giá thợ giao dịch với nhau chưa bao gồm tôn khiển zin. Đấy, chưa bao gồm sống chết. Đấy, chưa bao gồm công dọn. Đấy, thì có hiểu là vậy. Bây giờ thì cộng tôn khiển vào, đấy công dọn vào, em chỉ thu tiền nó không tính lời một đồng nào luôn. Đấy, 10xx, x bao nhiêu có cứ gọi cho em hai số điện thoại này. Đấy, con hàng này, con hàng siêu VIP, nó full hết các tính năng. Các bác đừng hỏi em là nó có những tính năng gì, thì tất cả các tính năng đời mới bây giờ, con nào con điều hòa nào có gì con này có hết. Từ cái cam, từ cái cảm biến thân nhiệt, auto lia, rồi la lô ion, rồi dọn dàn các kiểu, thì con này nó thừa chức năng rồi. Đấy, các bác không phải hỏi em làm gì, nếu nó đủ chức năng hay không thì thưa bác nó thừa chức năng rồi. Vì nó là dòng siêu VIP, xuất hiện trên thị trường nó rất là ít luôn, không phải là có nhiều đâu. Đấy, cũng đừng bao nào hỏi là con này so với con Hi, so với con Tô nó VIP hơn không. Bao giờ Ba La nó là dòng đẳng cấp nhất, là dòng thương hiệu nhất, không có một hãng điều hòa nào so giá nó được, bởi vì nó là đắt nhất rồi. Đấy, cho nên các bác yên tâm, và cũng như chất lượng nhất, kể cả so với Việt Nam, máy Việt Nam vậy, không bao giờ ông nào bảo con máy Tô đắt bằng con máy Ba La là không bao giờ có luôn. Hai con Hi cũng vậy thôi. Đấy, dòng này thì nó vừa lành vừa bền vừa êm. Đấy, con này thì siêu VIP rồi. Giá bây giờ là 10xx, x bao nhiêu bác cứ gọi hai số điện thoại này, gọi là mua được. Đấy, quá đẹp luôn, cho một con hàng siêu phẩm này. Em bây giờ bán giá thu tiền rồi, không mua thì các bác hối hận luôn, thật sự luôn. Em còn độc nhất có một con này thôi. Máy điều hòa nhà em thì ván rồi,
Hai hôm nay nắng thì khách mua rất là đông. Đấy, máy rất đẹp luôn, quay chi tiết các cảnh luôn. Đấy các bác, không phải hỏi hình ảnh làm gì. Mấy bác thợ mà đi bán nước bọt đấy thì cũng bỏ luôn. Đừng hỏi em hình ảnh làm gì cả, những ngày nó rất là bận. Bây giờ chụp hình ảnh xong đợi các bác báo cho khách, xong đợi khách nó chốt thì các bác mới chuyển tiền cọc thì mất thời gian á. Em cứ quay chung chung này, bác nào ưng thì mua. Đấy, còn các bác thích thì cắt hình ảnh ra, đấy báo cho người ta xem. Máy em bao zin toàn tập luôn, ga lốc zin hết, mạch zin, cứ động chạm gì là em tặng tiền. Còn ga em là mới 100%. Đấy, bởi vì là ở bên Nhật không biết nó chạy ít hay chạy nhiều, nên đừng bác nào bỏ hàng lướt hay là ít dùng thì không có đâu. Bởi vì cứ chắc cốp là phải bơm lại ga cho nó chắc cốp. Đấy, dùng 7 năm sau mới phải bơm lại ga cho yên tâm. Chứ còn bây giờ máy qua sử dụng, biết là dùng ít hay dùng nhiều, lắm nhà nó sạch, nó mát, nó giữ gìn được không sao. Lắm nhà nó không mát, nó giữ gìn được thì nó bẩn, có vậy thôi. Như con hàng này người ta dùng rất ít này. Đấy, nên kể cả ga nó còn lạnh thì bọn em bắt buộc phải bơm lại ga cho yên tâm. Đấy, các bác lấy thì cứ yên tâm thôi. Bác thích mua giá thợ hay giá bảo hành thì cứ alo cho em. Giá bây giờ chỉ 10x thôi. Đấy, giá thu tiền. Đấy, giá giao thợ 12 triệu chưa bao gồm tôn khiển rồi. Bây giờ bọn em bao chỉ tính tiền công dọn, tôn khiển cộng vào là xong. Đấy, còn 10x bao nhiêu có cứ alo cho em. Quá đẹp luôn. Không phải có nhiều mà mua đâu. Hãy có lấy alo cho em Lâm nhá. Quá đẹp. Đấy, thùng đầu, thùng đít, thùng đuôi, máy bao zin toàn tập, chạy ga 32, dòng 3 ga 32 thì bao giờ nó buốt, mạnh rất là buốt luôn, em bật này, nó lạnh rất là buốt luôn, em bắn nhiệt độ này, nó lạnh nó rất là buốt luôn, đấy, phê lắm, đấy, em chào các bác nhá, các bác lấy thì alo cho em, hai số điện thoại, em chào các bác nhá.